Cái hộp số lùi à, có bu ly hàng đã về đây. Hộp số 3 cấp 2 tiến một lùi à, có ly hợp này. Đã về này. Và thêm một số loại hộp số giảm tốc 3 cấp, 4 cấp nữa. Hôm trước bạn nào hỏi hàng ấy, hôm nay mình đã có hàng rồi nhé. Cái loại này thì vẫn bình thường, tỷ lệ giảm tốc thì vẫn 11 lần, 12 là giảm tốc là 12 lần, 16 lần và lùi số lùi là 20 lần này. Đấy. Cái hộp số to màu xanh kia mình cũng đăng rồi. Cái hộp số lùi màu xám này nhỏ hơn một tí này thì mình chưa chưa thử lại tỷ số truyền này, có gì mình sẽ làm trong một cái video sau. Đấy, còn cái hộp số này là hộp số 2 tiến một lùi bình thường không có ly hợp này. Bác nào cần cái hộp số loại nào thì vui lòng liên hệ. Mình sẽ trả lời ở trong cái số điện thoại Zalo của mình ở dưới màn hình ấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.